Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Bảo vệ Tổng thống chưa bao giờ là công việc đơn giản đối với bất cứ một quốc gia nào, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ. Theo như thống kê, thì cứ mỗi ngày mà Donald Trump ngồi ghế Tổng thống thì mở mắt ra, nước Mỹ mất $1 triệu tiền bảo vệ ông ấy và gia đình. Đấy là tính theo kiểu phiền phiến còn đi làm việc khác. Chứ còn nếu mà tính chi ly ra thì chi phí đấy còn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là chi phí lo liệu cho Tổng thống ra nước ngoài công tác. Cứ mỗi ngày ở nước ngoài thì riêng tiền trích ra để bảo vệ Tổng thống Mỹ đã lên tới $10 triệu. Sở dĩ phải nhiều như vậy, đó là bởi việc chuẩn bị công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống trong các chuyến xuất ngoại thường được chuẩn bị từ trước ít nhất 3 tháng. Ngay khi chương trình làm việc của chuyến công du được thảo luận ở Nhà Trắng, các nhân viên của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ phải lập tức bắt tay vào soạn thảo các phương án xấu nhất có thể xảy ra. Mọi tuyến đường mà Tổng thống có thể đi qua đều được miêu tả và thống nhất đến từng chi tiết. Các kế hoạch thường xuyên được chỉnh lý dựa trên thông tin mới nhất mà các cơ quan tình báo cung cấp. Thông thường, để đảm bảo quãng đường di chuyển của Tổng thống ngắn nhất, cơ quan mật vụ Mỹ phải chuyển dàn xe tới địa điểm mà Tổng thống đặt chân trước 2 ngày. Cả đoàn sẽ chạy thử, tìm phương án dự phòng vì họ quan niệm rằng quãng đường càng dài thì độ nguy hiểm càng tăng. Các đặc vụ cần bảo đảm rằng Tổng thống không bao giờ được ở một địa điểm cách bệnh viện quá 10 phút đi xe và mỗi bệnh viện đều có một đặc vụ trực chiến sẵn sàng hợp tác với các bác sĩ và các đặc vụ khác trong trường hợp xảy ra tình huống cấp cứu y tế khẩn cấp. Ngoài ra, thì trường hợp nào quá căng, nơi mà Tổng thống đến có tình hình chính trị bất ổn, thì các biện pháp phòng ngừa cao nhất sẽ được áp dụng. Ví dụ trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Pakistan, giới chức an ninh Mỹ đã sử dụng 4 loại phương tiện di chuyển, trong đó có đoàn ô tô tùy tùng, các trực thăng, mọi thứ được bí mật đến mức thậm chí cả giới chức an ninh Pakistan cũng không biết chính xác Tổng thống đang di chuyển bằng phương tiện nào. Ngoài ra thì đội bảo vệ cũng luôn phải thiết lập một vành đai an toàn tại mọi nơi mà Tổng thống sẽ dừng chân. Không phận tại nơi Tổng thống đến sẽ trở thành vùng cấm bay và các chiến đấu cơ sẵn sàng hạ gục mọi máy bay dám xâm phạm khu vực đó. 20 phút trước khi không lực một đáp xuống, không một máy bay nào được bén mảng ở khu vực đường băng mà nó sắp hạ cánh. Ngoài việc bảo vệ Tổng thống trên đường đi, thì bảo vệ tại khách sạn nơi mà người đứng đầu nước Mỹ nghỉ cũng là một việc khiến cho đội đặc vụ ù hết cả tai. Nếu theo kế hoạch Tổng thống dừng chân tại khách sạn, mật vụ sẽ sử dụng toàn bộ tầng nơi có phòng của Tổng thống, cũng như tầng trên và tầng dưới. Các đặc vụ sẽ xem xét thảm lót để kiểm tra xem có thiết bị nào được giấu ở dưới hay không. Họ kiểm tra cả khung tranh xem nó có rỗng và chứa chất nổ bên trong hay không. Họ sẽ dự trù những lộ trình thoát hiểm từ mọi hướng nếu phòng này bị tấn công. Trong khách sạn, nếu Tổng thống ở qua đêm, đội đặc vụ sẽ phải đảm bảo an ninh trong phòng và khu tầng mà Tổng thống ở nghiêm ngặt như Nhà Trắng. Họ phải cô lập, không cho một khách nào khác ở cùng tầng. Nếu tầng quá rộng thì sẽ phải ngăn ra, phải đảm bảo một điều chắc chắn rằng không có người lạ nào được ở cùng tầng. Trước khi Tổng thống bước vào khách sạn, một đội sẽ đi dò tìm phóng xạ và những thiết bị điện tử nghe lén hoặc quay trộm video. Các khách nghỉ ngơi thường xuyên ở khách sạn cũng được quan tâm một cách đặc biệt. Các đặc vụ sẽ đề nghị những khách này chuyển sang phòng khác tiện nghi hơn mà giá lại rẻ hơn. Thế nhưng nếu có trường hợp nào đó, những người khách này không đồng ý thì thôi, trời không chịu đất thì đất sẽ phải chịu trời. Trong trường hợp đó, đội đặc vụ sẽ không để Tổng thống ở khách sạn này nữa. Ngoài ra thì để tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo an toàn, thì Tổng thống ở khách sạn nào, chỗ đó phải có riêng thang máy cho Tổng thống 24/24, lúc nào cũng phải có thợ trực ở đó. Nhiệm vụ là ăn và trực để bấm nút, nếu hỏng thì sửa gấp, ngoài ra không còn việc gì khác. Cùng với đó thì ở trong khách sạn, các đặc vụ sẽ còn phải kiểm tra lý lịch của nhân viên chuẩn bị thực phẩm cho Tổng thống. Ông nào đã từng có tiền án tiền sự hoặc xài ma túy, các đặc vụ sẽ yêu cầu khách sạn cho mấy ông này nghỉ làm trong những ngày mà Tổng thống có mặt để đảm bảo không một ai lén bỏ độc vào thức ăn. Cùng với đó thì một đặc vụ sẽ được cắt cử ra để theo dõi việc chuẩn bị cơm nước, chọn ngẫu nhiên một món đã nấu và theo dõi khi món đồ được phục vụ. Những nhân viên được kiểm tra sẽ được phát một ghim có màu để dễ nhận biết. Trong những chuyến đi nước ngoài, các đầu bếp hải quân có thể chuẩn bị bữa ăn cho Tổng thống. Với đồ ăn thì đặc vụ sẽ không trực tiếp liên quan đến, thế nhưng họ sẽ kiểm tra trước một lần và trở lại kiểm tra ngẫu nhiên xem đội bếp có bổ sung người mới trà trộn vào hay không. Nghe các quy trình như vậy thì ai cũng nghĩ rằng Tổng thống Mỹ phải sướng lắm. Thế nhưng tất nhiên, chưa bao giờ các Tổng thống hoành tráng như anh em mình nghĩ cả. Đơn giản bởi họ luôn là mục tiêu theo dõi hàng đầu của bọn khủng bố. Khi đến khách sạn, không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng được ở phòng hạng sang. Việc bước lên thảm đỏ chỉ là làm màu mà thôi. Thứ đầu tiên Tổng thống Mỹ thường nhìn và ngửi thấy khi chiếc xe chở mình đỗ lại đó là rác. Dù khách sạn đẹp đến mấy, năm sao hay sang trọng cỡ nào thì chúng tôi cũng thường đi bằng lối vào của nhân viên phục vụ
qua chỗ thùng rác cạnh khu bếp. Mùi của nó không dễ chịu một chút nào cả. Một trợ tá Nhà Trắng đã từng tháp tùng Tổng thống đi nước ngoài và kể lại, khi nhận phòng, không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng được ở trong những căn tầng cao có quang cảnh đẹp. Một phòng mà mình có thể phóng tầm mắt để ngắm thì cũng có thể nhìn thấu từ bên ngoài, và như vậy nguy cơ an ninh sẽ cao hơn. Chính vì thế mà hầu như Tổng thống rất hiếm khi được ngắm cảnh từ phòng của mình. Kể cả khi phòng của ông có nhìn xuống đường thì các cánh cửa cũng luôn được đóng kín và lắp kính chống đạn. Để đảm bảo một nơi có đủ điều kiện phục vụ Tổng thống, đội tiền trạm của Nhà Trắng phải cử một nhóm khoảng 40 người tới đó trước 3 tháng, kể cả Tổng thống có không ngủ qua đêm. Nhóm tiền trạm sẽ trinh sát các cơ sở của khách sạn và đánh giá tình hình an ninh, đồng thời đảm bảo sẽ có đủ chỗ đỗ cho đoàn xe của Tổng thống có thể lên tới 40 chiếc. Và tất nhiên, từ trước khi Tổng thống có mặt, mọi người trong khách sạn đó đều phải qua kiểm tra an ninh. Một trong những đặc điểm trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ đó là trong các đợt đi dài ngày, đội tháp tùng của ông gần như là toàn bộ biên chế của Nhà Trắng. Khi Tổng thống tới nơi thì đoàn xe dành riêng cho ông phải có hàng chục chiếc. Trong số đó chắc chắn phải có một con quái thú bọc thép cùng với hai chiếc dự trữ giống hệt như thế để không ai rõ Tổng thống ngồi xe nào. Xe cấp cứu, xe thông tin và xe tháp tùng chở đồ đạc cũng được mang theo. Tổng thống Mỹ thường đi lại bằng xe Cadillac được sản xuất dành riêng cho mình. Vỏ bọc thép của xe này chịu được cả súng phóng lựu bắn thẳng vào, đảm bảo chắc chắn là súng hỏng chứ xe không bao giờ thủng. Thùng xăng của xe có chứa bọt chống cháy, lốp xe được chế tạo đặc biệt để xe có thể chạy ngay cả khi xăm bị thủng. Kính xe không thể hạ được, tay cầm phía ngoài chỉ là đồ giả trang vì cửa xe chỉ có thể được mở từ bên trong. Nếu muốn mở từ bên ngoài thì chỉ có các đặc vụ mới biết cái nút ấn của nó ở đâu, chứ người ngoài thì cho sờ cả ngày cũng không thể nào mở được. Cùng với đó thì trong hành lý đặt trên xe, ngoài các loại vũ khí như lựu đạn hay hơi cay, còn có thêm lượng máu dự trữ có thể truyền cho Tổng thống trong tình huống cần thiết. Tháp tùng Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du là gần như toàn bộ đội hình của ông, 250 đặc nhiệm được trang bị vũ khí khí tài tới tận răng, hàng chục cố vấn và cả chó đặc nhiệm cũng được huấn luyện kỹ càng. Chó của Tổng thống toàn là những loại chó có quân hàm đàng hoàng, chứ không phải cái loại sảnh ra là được đi nấu rượu mận như kiểu các anh em dân nhậu hay tưởng tượng. Các đầu bếp của Nhà Trắng cũng có một vị trí vô cùng quan trọng trong đoàn, giống như các cố vấn chính trị, kinh tế hay quân sự của Tổng thống. Khi Tổng thống du lịch, theo ông là cả Nhà Trắng, bắt đầu từ cái xe hơi mà ông ngồi lên, đến thứ nước mà ông vẫn uống, thứ thức ăn mà ông vẫn quen đưa vào miệng, và cả thứ nhiên liệu mà xe của ông vẫn hay dùng. Điển hình là khi Tổng thống Bush đến Điện Kremlin trong nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức, Tổng thống Mỹ chỉ uống Coca-Cola mà một nhân viên an ninh Mỹ đưa cho. Nhân viên an ninh này đi đâu cũng kè kè bên Tổng thống một thùng Coca-Cola ướp đá mang sẵn từ Washington tới. Công việc của các đặc vụ này là phải làm mọi cách để bảo vệ tính mạng của Tổng thống, không bao giờ được để Tổng thống ở một mình trong bất cứ đâu. Tổng thống có đi khám bệnh, có phải nội soi ruột thì cũng phải đứng cạnh quan sát, canh phòng một cách nghiêm ngặt. Thế mà bác sĩ có động tĩnh gì không hợp mắt một cái là có thể phang thẳng thừng luôn. Ngoài ra thì những đặc vụ này cũng cần phải tìm hiểu về sở thích của từng người mà mình bảo vệ. Mỗi tổng thống có một cái khoái khác nhau, có ông thì thích cưỡi ngựa, có ông lại thích chạy bộ, có ông thì thích trượt tuyết. Chính vì thế mà họ luôn phải cắt cử những người giỏi nhất ở từng lĩnh vực ra để bảo vệ bên cạnh. Và tất nhiên, để bảo vệ được thì mình cũng phải biết cưỡi ngựa hoặc chạy khỏe hơn tổng thống. Chỉ tiếc một cái là điều này không hề đơn giản một chút nào cả. Bởi mấy bố tổng thống toàn được ăn uống đầy đủ và tập luyện đều đặn, thế nên cái tầm như Obama mà ông ấy chạy thì cũng chả ngán bố con thằng nào. Cứ vác theo khẩu súng tầm hơn 1 cân, thế xong chạy tầm 10 km lẽo đeo theo thì chưa bao giờ là một việc dễ thở đối với các đặc vụ. Không chỉ có các đặc vụ của Mỹ được vác theo trong mỗi chuyến công du, mà các tổng thống Mỹ còn có thêm một lớp bảo vệ nữa cực kỳ khét mà nước sở tại cung cấp. Đơn giản, bởi không nước nào muốn làm Mỹ phật lòng cả. Không phải ví dụ đâu xa, Việt Nam mình chính là một điển hình. Đặc vụ của mình luôn chiều các tổng thống Mỹ hết mức có thể thì thôi, kể cả yêu cầu của họ có oái oăm như nào đi chẳng nữa. Điển hình nhất là câu chuyện đang yên đang lành, Tổng thống Obama bất ngờ quay xe đòi đi ăn bún chả. Một yêu cầu không hề có trong kế hoạch với mình từ trước. Thế nhưng khi hỏi lại là ông sẽ ăn bún chả ở đâu, thì đội đặc vụ Mỹ chỉ đưa những thông tin vô cùng nhỏ giọt. Trước khi đi 30 phút, họ chỉ thông báo rằng họ sẽ ăn bún chả ở phố cổ, còn cụ thể ở phố nào thì không ai rõ. Đến khi còn 10 phút nữa khởi hành thì họ báo là phố Lê Văn Hưu, mà khổ một cái là phố Lê Văn Hưu cũng có tỉ tỉ cửa hàng bún chả, họ cũng chẳng nói cụ thể là quán nào. Hỏi mãi thì mình mới biết thêm, cửa hàng mà họ đến là cửa hàng nằm ở bên dãy số chẵn của đường.
Thông tin được bung ra vô cùng nhỏ giọt, tất cả đều không cho mình biết trước bất cứ một thứ gì. Thế nhưng rất may, đặc vụ nhà mình toàn là những người bố của đỉnh cao. Các trinh sát nhà mình cũng được bố trí hết ở khắp mọi nơi. Các anh ấy toàn đi tất xanh để chạy Grab mà thôi. Thế nên có bất ngờ thế, chứ bất ngờ nữa cũng không ai có thể nhổ được một sợi lông nào của Tổng thống Mỹ. Cho những ai chưa biết thì lính cảnh vệ của Việt Nam mình có thể thua Mỹ ở bất cứ khoản nào. Thế nhưng riêng khoản bắn súng thì để mà đội của Mỹ ăn được mình cũng là một điều vô cùng khoai. Hàng năm lính cảnh vệ đều phải làm các bài kiểm tra về bắn súng cực kỳ gắt. Bất kể già trẻ trai gái, mỗi người đều phải thực hành các bài bắn. Trong đó có bài bắn nhanh 2 băng đạn súng ngắn, 1 băng 7 viên còn 1 băng 5 viên. Điều kiện là phải bắn trúng 3 mục tiêu trong vòng 17 giây. Nếu như quá 17 giây là trượt, thời gian bắn được tính từ lúc rút súng. Để thực hiện được đúng chỉ tiêu, các cảnh vệ phải thực hiện bắn theo phương án. Băng đầu tiên chỉ bắn 6 viên, còn 1 viên trên nòng thì lạp luôn băng đạn sau vào để tiết kiệm thời gian. Bắn theo kiểu này thì đối phương không tài nào biết được là mình có bao nhiêu viên đạn và đã hết đạn hay chưa. Đây là kiểu bắn vô cùng khó mà không phải ai cũng đủ khéo léo, đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để làm được. Vừa rồi đó là câu chuyện về bề nổi của việc bảo vệ Tổng thống Mỹ. Thế nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, nghe tận tay những người bảo vệ ke ke các đời Tổng thống Mỹ họ kể lại những chuyện thâm cung bí sử, thì chúng ta mới có thể thấy hết được. Hóa ra những người đứng đầu nước Mỹ họ cũng có những cái không như truyền thông vẫn thần thánh hóa. Có ông thì rất cao su luôn muộn giờ, có ông thì rủ gái vào tận Nhà Trắng để quất, còn kinh khủng hơn vụ 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Nhiều người đến đây sẽ nghĩ ngay đến Bill Clinton, thế nhưng thực ra vẫn còn mấy ông nữa cực kỳ hoành tráng. Đội đặc vụ ở cạnh suốt ngày phải canh vợ ông ấy để tránh tình trạng tàn cửa nát nhà. Nếu như anh em thích thì nhớ comment ở dưới để số sau em kể cho mọi người nghe đấy nhé. Ai cũng nghĩ Mỹ là một đất nước tự do, có thể thoải mái chửi Tổng thống mà không phải lo sợ gì. Thế nhưng tất cả những cái đó chỉ là một chiêu trò của xứ sở cờ hoa, một nước nắm toàn bộ truyền thông của thế giới. Phải nghe các đặc vụ kể về việc họ đi xử lý những thằng chửi đồng Tổng thống trên mạng thì mới có thể hiểu được cái này ở Mỹ được kiểm soát nghiêm ngặt như nào. Đặc biệt là khi Obama, một người Mỹ gốc Phi, bước ra tranh cử Tổng thống. Điển hình như vụ của Christopher ở bang Mississippi, bố này rất rõ ràng tuyên bố trên Internet rằng: "Đúng rồi, tôi đã quyết định cho Obama lên bảng điểm số, hắn ta không thể nào đến Washington được." Ngay sau khi vừa comment xong, đội đặc vụ đã lần ra luôn được địa chỉ chính xác. 5 ngày trước khi Obama nhậm chức, bố này đã bị tóm gọn. Tương tự như thế thì chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, trang web phân biệt chủng tộc phổ biến nhất của Mỹ có hơn 2.000 thành viên đã chia sẻ thông điệp rằng: "Tôi muốn thằng khốn ấy phải nằm trong hòm cho mọi người dò mặt để xem kết cục của tên cứu tình ấy ra sao. Thượng đế đã bỏ rơi chúng ta, đất nước này đã mạt vật." Tất nhiên đội này cũng bị các đặc vụ tóm sống rất nhanh, cấm cãi, cấm giải thích. Đội trên mạng còn bị theo dõi chặt như này thì những bọn ở ngoài đường tất nhiên cũng chẳng bao giờ có thể qua mặt được các đặc vụ của Tổng thống. Đặc vụ luôn chia các đối tượng này làm 3 cấp, nhẹ nhất là cấp 1, tiếp đến là cấp 2 và cao nhất là cấp 3. Cấp 1 là những bọn đe dọa Tổng thống nhưng ít nghiêm trọng nhất, đôi khi chỉ là buột miệng nói ra tại quán rượu là mình muốn giết Tổng thống mà thôi. Đội này sẽ được các đặc vụ gọi vào phỏng vấn để xem có gan làm những thứ mà nó vừa nói hay không. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nếu đánh giá thấy thằng này say nên chém gió vậy thì thôi bỏ qua luôn, chứ cũng không kết tội hay theo dõi gì. Bọn này thằng nào nhát gan thì hầu như cứ chém gió xong, thế rồi về nhà tự nhiên thấy một người cao to, đeo kính đen hầm hố đến gõ cửa là ướt hết đũng quần rồi. Thế nên hầu như các đặc vụ không tính tiền mấy loại này. Đối tượng cấp 2 là những bọn buông những lời đe dọa, thế nhưng lại không có khả năng thực hiện. Đội này có thể thiếu một số yếu tố quan trọng để đưa Tổng thống lên bảng điểm số, như kiểu là liệt tứ chi, đang ở tù hoặc đang trong viện tâm thần. Ở Mỹ nó có cái trò, nếu bị ngồi tù ở tiểu bang mà lại dám lên tiếng đe dọa Tổng thống, lúc đó sẽ được đưa lên nhà tù liên bang, nơi mà có điều kiện thoải mái hơn để gặp các đặc vụ cho tiện, kiểu như được gọi từ câu lạc bộ lên tuyển quốc gia vậy. Chính vì thế mà một số thằng biết trò này nên đã tận dụng để đe dọa Tổng thống cực kỳ gắt. Khi được các đặc vụ đến phỏng vấn về lý do tại sao lại có mưu đồ đó thì mấy thằng này chia sẻ rất dõng dạc rằng: "Báo cáo anh, em bị tù chung thân rồi, tù của thằng khác nó còn có số, chứ tù của em nó có số đâu. Thế nên là em muốn tìm mọi cách để được ra ngoài ngắm cảnh, chứ ở trong này chán quá. Em nghe chúng nó đồn là cứ chửi bới, đe dọa Tổng thống là được chuyển lên nhà tù liên bang sống thoải mái hơn, thế nên em cứ nói vậy thôi." Các đặc vụ nghe nó giải thích xong thì cay lắm. Thế nhưng thôi, bố mày không thèm chấp. Mấy cái thằng vớ vẩn này dọa thì dọa, thế nhưng cũng có làm được gì đâu. Cái mà các đặc vụ quan tâm nhất đó là cái bọn đe dọa ở cấp độ 3. Bọn này được bộ phận thẩm định và tình báo bảo vệ Tổng thống kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Họ điều tra sơ yếu lý lịch đến từng chân tơ kẽ tóc và phỏng vấn để xem thằng này đã qua khóa huấn luyện quân sự nào chưa, biết sử dụng vũ khí hay không, có tiền sử tâm thần hay không, và đặc biệt là có khả năng thực hiện âm mưu hay không.
những đối tượng cấp 3 này được phỏng vấn 3 tháng một lần và phỏng vấn cả những người hàng xóm của nó. Nếu thằng nào mà đặc vụ cảm thấy nguy hiểm thì họ sẽ theo dõi di chuyển của nó từng ngày, tất cả các thư từ đều được kiểm tra. Nếu thằng đấy ở trong viện tâm thần thì đặc vụ sẽ làm việc với viện để báo ngay khi thằng này được thả về. Trường hợp mà tổng thống đi đến thành phố nơi mà có đối tượng cấp 3 đang được thả rông thì một đặc vụ sẽ được xuất hiện trước cửa nhà đối tượng. Nếu đối tượng không ra khỏi nhà thì thôi, còn nếu đã ra khỏi nhà thì đặc vụ sẽ bám theo như hình với bóng. Kể cả đối tượng này không có ở nhà mà đang ở viện thì tất nhiên cũng luôn có một đặc vụ đến viếng thăm. Không bao giờ đội đặc vụ này dám phó mặc cho mày rủi cả. Đó là với những người mà đặc vụ đã biết rõ mặt mũi như nào rồi. Thế nhưng còn cái bọn không biết rõ mặt mũi thường hay đe dọa qua điện thoại hoặc gửi thư tay thì sao? Đối với bọn gọi điện thoại để đe dọa thì ngay lập tức một đặc vụ ở bộ chỉ huy sẽ được kết nối để theo dõi. Đặc vụ này sẽ giả bộ là nhân viên tổng đài muốn gọi điện đến hỗ trợ một việc gì đó để khai thác thêm thông tin. Nếu được thì được, không được cũng chẳng sao, bởi đã có riêng một bộ phận ngồi phân tích giọng nói. Họ sẽ khớp tiếng nói của người gọi với tất cả dữ liệu những tiếng nói đe dọa được lưu trữ, sau đó tiếp tục đánh giá mức độ nghiêm trọng. Ở Mỹ rất rạch ròi chuyện tự do ngôn luận và dùng lời nói để đe dọa người khác. Nếu bạn không thích các chính sách của Tổng thống thì bạn có thể nói ra điều đó, đó là quyền của bạn và không ai cấm. Thế nhưng nếu vượt qua ranh giới và mang tính đe dọa theo kiểu "tao sắp sửa tóm lấy mày, tao sắp sửa đưa mày lên bảng điểm số" với cái giọng điệu đó thì kiểu gì cũng sẽ được đưa vào danh sách theo dõi. Cái kiểu gọi điện này rất tiện, thế nhưng trong thực tế lại ít khi được sử dụng. Đơn giản bởi sát thủ hiểu rằng gọi điện thế này thì rất dễ bị lộ địa chỉ IP và cũng chẳng thể nào đến được tận tai Tổng thống. Vì một ngày có cả trăm cuộc gọi như thế, người nghe lại là một người khác chứ không phải là người đứng đầu nước Mỹ là một mục tiêu của họ. Chính vì thế mà các sát thủ thường hay viết thư tay để gửi đi. Nó nghĩ rằng viết thư tay thì Tổng thống sẽ tự cầm và đọc. Thế nhưng đèn mũ một cái là đội đặc vụ Mỹ này nó khôn hơn mọi, thế nên viết thư tay vẫn cứ chết như thường. Nếu là thư nặc danh, đội đặc vụ sẽ kiểm tra dấu vân tay, phân tích chữ viết xem thằng này thuận tay trái hay tay phải để khoanh vùng. Và cái khét nhất là đặc vụ còn phân tích loại mực mà thằng gửi dùng để viết. Khi biết mực như nào rồi thì đặc vụ sẽ cầm nó lên để đối chiếu với 9.500 mẫu mực trong thư viện quốc tế. Công việc này được các đặc vụ làm rất nhanh vì hầu như những nhà sản xuất mực đều có mã riêng được các đặc vụ cấp, thế nên có thể lần ra theo loại mực. Các đặc vụ sẽ đối chiếu mực với các bức thư đe dọa khác để truy tìm nguồn gốc. Cái này tất nhiên là mất thời gian, thế nhưng không phải là không tìm ra. Không những thế thì họ cũng có thể quét DNA trên bức thư. Chỉ cần rơi một sợi tóc hoặc khi viết mà hắt hơi bắn giọt nước bọt vào đó thôi thì cũng xin mời anh lên phường. Thường thì việc đe dọa như này đã được các đặc vụ kiểm soát rất nghiêm ngặt rồi. Thế nên đối với những sát thủ tiềm năng nhất thì để cho Tổng thống đăng xuất khỏi trái đất, nó được ví như trúng xổ số. Bảo vệ Tổng thống trong các chuyến công du như nào thì anh em cũng đã biết ở trong số trước. Thế nhưng tất nhiên, các chuyến công du như thế nó vẫn chỉ là bình thường mà thôi. Căng thẳng nhất đối với các mật vụ là phải bảo vệ Tổng thống trong lễ nhậm chức, đặc biệt là trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Theo thống kê thì khi Obama lên làm Tổng thống, mật vụ của ông nhận được số đe dọa tăng 400% so với Tổng thống Bush còn. Chính vì điều này, thế nên việc bảo vệ Obama căng thẳng hơn rất nhiều. Đơn giản bởi lễ nhậm chức Tổng thống là một sự kiện có tầm quan trọng quốc gia đặc biệt. Nó là hình ảnh của cả nước Mỹ. Có chuyện gì một phát thì trẻ con ở quê nó cười cho thối mũi. Chính vì thế mà các đặc vụ và chuyên gia chất nổ sẽ phải đi dò tìm từng đường ống cống và đường hầm dọc theo lộ trình của đoàn xe hộ tống. Nắp cống phải được gắn chặt bằng kỹ thuật hàn điểm, hộp thư và thùng rác phải được di chuyển khỏi thành phố. Nếu cái nào không rời đi được thì phải được kiểm tra và dán bằng keo kín mít. Bất kỳ ai sờ vào loại băng keo vốn thay đổi màu sắc theo sự kiện này sẽ lập tức được mời lên đồn để uống nước chè. Đồng thời cùng với đó thì chó đánh hơi bom mìn cũng sẽ được sử dụng để rà soát các tòa nhà, gara và xe tải giao hàng. Các nhân viên văn phòng dọc theo lộ trình hộ tống và những người khách thuê khách sạn đều được kiểm tra lý lịch hình sự. Đặc biệt ở chỗ là tất cả cửa sổ trên đường di chuyển của Tổng thống bắt buộc phải đóng lại. Sẽ có một đội chỉ có ăn và đứng dùng ống nhòm để quan sát điều này. Thằng nào không tuân thủ thì lập tức có một đội phi lên phá cửa xông vào rồi đấm cho không chừa phát nào. Cùng với đó thì một hệ thống loa phóng thanh có giá tới 350.000 đô thời điểm năm 2009. Loa này được chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhiệm vụ của nó là để đưa ra những chỉ thị trong trường hợp khẩn cấp. Thêm vào nữa thì đội lính bắn tỉa cũng được dàn trải ở những địa điểm dễ bị tấn công nhất. Đội lính bắn tỉa này của Mỹ được đào tạo bố của khắc nghiệt, thế nên thương hiệu của nó gần như là số 1 thế giới. May ra thì có thua đội lính bắn tỉa của Canada mà thôi. Ở khoảng cách từ 600 đến 1.200 mét thì đội này bắn gần như không trượt phát nào. Chỉ có khoảng cách tầm 2 cây đổ lên thì đội này mới bắt đầu phải suy nghĩ một chút.
Thế nhưng tất nhiên, nói là suy nghĩ, chứ đội này cũng luyện suốt rồi, thế nên nó tính toán còn nhanh hơn cả máy tính. Lính bắn tỉa là những đội được yêu cầu phải giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa và giỏi địa hơn cả kỹ năng bắn súng. Đơn giản bởi đối với cự ly từ 2 cây đổ lên thì một viên đạn sẽ mất tầm từ 6 đến 8 giây để tiếp cận mục tiêu. Trong quãng thời gian đó thì sẽ có rất nhiều các yếu tố tác động đến đường bay của viên đạn, nào là vòng quay của trái đất, rồi thì hướng bắn, tốc độ gió, sơ tốc đầu nòng của viên đạn. Riêng cái hướng bắn thôi thì đội này cũng đã phải học lòi cả mắt ra rồi, vì hướng bắn sẽ ảnh hưởng đến cách mặt trời chiếu vào mục tiêu và nó có thể làm biến dạng hình ảnh trong kính ngắm. Vòng quay trái đất cũng y hệt như vậy, vì nó ảnh hưởng đến đường bay của viên đạn. Xạ thủ phải tính toán để bắn cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu, tùy vào vị trí đứng của họ và vòng quay trái đất. Những cái này chỉ cần nghe thôi đã thấy là bố của khó rồi. Thế nhưng cái khó nhất trong việc bắn tỉa đó là phải rèn luyện tâm lý. Đây là một áp lực cực lớn, họ không có thời gian để suy nghĩ về việc chuẩn bị con người phải đăng xuất khỏi trái đất dưới nòng súng của mình. Các xạ thủ được huấn luyện để nghĩ tới số người được cứu hơn là những người bị hại. Chính vì yêu cầu cao như vậy, thế nên cứ đều đặn một tháng, đội bắn tỉa này được kiểm tra một lần. Đó là ở trên cao, còn ở dưới mặt đất thì đội đặc vụ đeo kính đen mà anh em thường thấy ở trên mạng có khả năng quan sát tinh hơn cả cứu vợ. Đội này thường tìm kiếm những ai có biểu hiện bất thường, kiểu như đút tay vào túi quần hoặc túi áo, đổ mồ hôi, bôn trôn hay là lạnh lùng. Các đặc vụ sẽ quan sát mắt của những kẻ tình nghi và đặc biệt là quan sát tay. Đơn giản, bởi tay đặt ở đâu thì vấn đề nó sẽ nằm ở đó. Đội đặc vụ này có phong thái làm việc rất quyết đoán. Cụ thể như trong lần đi bảo vệ Tổng thống Bill Clinton, họ thấy một người phụ nữ cứ giấu hai tay dưới áo khoác. Dở hơn ở chỗ là khi mọi người đều nhìn Tổng thống rồi vỗ tay la hét các thứ, thì cô này lại nhìn xuống dưới và gương mặt ngượng nghịu bối rối. Ngay lập tức, đội đặc vụ đã ập đến ghi chặt và không để cô này rút tay ra khỏi áo khoác. Khi về thẩm vấn ra thì cô này không hề có súng ở trong túi. Thế nhưng đội đặc vụ đã phát hiện cô này mắc bệnh tâm thần. Khi được hỏi tại sao đặc vụ lại có những quyết định dứt khoát như vậy thì hóa ra đội này có một triết lý rất giống với Tào Tháo: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ có cái là cách diễn đạt của nó có vẻ tây hơn, an toàn còn hơn ân hận. Tất cả những cái vừa kể trên nghe thì hay, thế nhưng tất nhiên đó không bao giờ là cái mà đội mật vụ bảo vệ Tổng thống hướng đến. Đơn giản bởi đội này được đào tạo cực kỳ bài bản, thế nên tư duy của họ là tư duy phòng không cho vấn đề xảy ra, chứ không phải tư duy xử lý vấn đề như thế nào. Xử lý chỉ là phụ mà thôi. Họ tính nát óc mọi phương án để cho những kẻ có động cơ xấu với Tổng thống không có cửa để hoạt động, chứ không phải đến lúc nó xảy ra thì sẽ xử lý ra sao. Cái vất vả nhất của họ là hệ thống tình báo lên danh sách những kẻ có khả năng đe dọa cấp 3. Những người chụp ảnh đám đông tại các sự kiện cũng là một điệp viên của đội bảo vệ Tổng thống. Đội này có nhiệm vụ chụp lại và mang về đối chiếu với các ảnh khác đã chụp ở những sự kiện trước đó. Họ có phần mềm nhận dạng khuôn mặt để tìm ra xem có đối tượng nào thường hay xuất hiện khi có mặt Tổng thống hay không. Nếu có thì chắc chắn đối tượng đó sẽ được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt. Đây cũng chính là tư duy quản trị rủi ro cực hay của đội mật vụ Tổng thống. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Việt Nam mình phải đặt chữ phòng cháy trước chữ chữa cháy. Người quản trị rủi ro giỏi là người không để cho đám cháy có cửa xảy ra, chứ không phải đến lúc cháy rồi thì sẽ xử lý như thế nào. Hy vọng là mọi người sẽ học hỏi được tư duy này từ đội mật vụ của Mỹ để có thể ứng dụng vào cuộc sống. Mong rằng là sẽ không có đám cháy nào xảy ra nữa và sẽ không có sự hy sinh đau lòng nào của các anh phòng cháy chữa cháy như thời gian vừa qua. Cảm ơn các anh rất nhiều, các anh vẫn sẽ sống mãi và luôn là những người anh hùng trong lòng của tất cả mọi người. Tổng thống phải quý thời gian đến từng giây, sắp xếp công việc chi li cho cả tháng thì họ đã nhầm. Các tổng thống thượng thặng trên thế giới, hóa ra họ còn cao su hơn cả một người bình thường. Bill Clinton là một ví dụ, ông này nổi tiếng với vụ cặp kè cùng một em thực tập sinh tại Nhà Trắng. Cái này thì ai cũng đã biết rất rõ rồi, thế nên trong số này, đam đạo lịch sử không muốn nhắc lại. Cái mà các đặc vụ ức chế nhất ở ông, đó là việc ông thường cao su từ 1 đến 2 tiếng, khiến cho việc sắp xếp các lịch trình của đặc vụ khó khăn hơn bao giờ hết. Có lúc bố ấy trễ giờ vì mãi ngồi đánh bài với bạn, có hôm thì phỏn lên, bố ấy lại ngồi buôn dưa lê với một người bảo vệ hoặc một nhân viên khách sạn tình cờ gặp. Thế nhưng những quả chờ đợi này vẫn chưa là gì so với quả Clinton ra lệnh bắt không lực 1 đợi trên đường băng sân bay quốc tế Los Angeles 1 tiếng đồng hồ chỉ vì để ông cắt nốt quả tóc. Và tất nhiên, đội đặc vụ này đợi nó thành cơm bữa rồi nên họ cũng không dám phàn nàn nửa lời.
Thế nhưng cái khốn nạn nhất là tất cả các chuyến bay khác trên sân bay ngày hôm đó cũng đều phải đợi Clinton cắt xong quả tóc, chứ không ai được phép cất hay hạ cánh, khiến cho rất nhiều người cảm thấy cực kỳ ức chế. Về khoản cao su này thì tất nhiên lại không chỉ có riêng Clinton, mà ngay cả một tổng thống được rất nhiều người Việt Nam hâm mộ, đó chính là Putin, ông ấy cũng có tật xấu này. Rất nhiều người đã phàn nàn về cái tính cao su của Putin. Người đầu tiên là Đức Giáo Hoàng Francis. Năm 2013 thì Giáo Hoàng đã phải chờ 30 phút, đến năm 2015 thì Putin đã rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn, Giáo Hoàng đã phải chờ tới 1 tiếng. Sau Giáo Hoàng Francis thì còn có cả một danh sách dài những nạn nhân của Tổng thống Nga. Nào là Nữ hoàng Anh Elizabeth, nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha, nhà vua Thụy Điển, Tổng thống Phần Lan, Ngoại trưởng của Mỹ. Putin cao su đến nỗi tờ báo của Hàn Quốc phải chạy dòng tít rằng ông Putin xin hãy đúng giờ ở lần hẹn sau. Nói có sách, mách có chứng. Và đây là tấm hình mà Tổng thống Putin đang đi ra xếp hàng chụp ảnh. Ông là người muộn nhất, trong khi các nhà lãnh đạo khác đã chỉnh tề và ổn định vị trí. Nói về tính cao su của Putin thì chính vợ ông đã phải thừa nhận điều này. Kể cả là trong buổi hẹn đầu tiên thì ông cũng cao su và nói rằng tôi không bao giờ trễ hẹn, nhưng ông ấy thì luôn tới trễ. 1 tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Tôi nhớ một lần đã phải đứng đợi ông ấy ở ga tàu điện ngầm. 15 phút đầu tiên thì không sao, nửa tiếng thì vẫn ổn. Thế nhưng khi 1 tiếng đồng hồ qua đi mà ông ấy vẫn chưa tới, bạn sẽ phải khóc vì bất lực. Chính bản thân Putin, ông cũng phải thừa nhận rằng ông không thể nào bắt đầu một cuộc họp đúng giờ vì lịch trình bận rộn của mình. Trong một buổi phỏng vấn, ông đã chia sẻ về vấn đề này rằng tôi thường tới lớp muộn, vậy nên vào mùa đông, đa số là tôi không kịp mặc quần áo chỉnh tề trước khi đến trường. Để tiết kiệm thời gian, nhiều khi tôi cũng chả thèm mặc áo khoác và cứ thế chạy thẳng tới lớp nhanh như một viên đạn. Quay trở lại với câu chuyện của Bill Clinton thì các đặc vụ ức chế với tính cao su của ông là không phải bàn cãi rồi. Thế nhưng cái mà các đặc vụ ghét hơn cả là ông có một bà vợ quá khó ở. Bà này rất hay nóng tính và cứng rắn với nhân viên, suốt ngày la hét và căn nhằn về tất cả mọi thứ. Trong cuốn tự truyện của mình, vợ của Clinton đã viết về việc bà ấy rất biết ơn đối với các nhân viên Nhà Trắng. Thế nhưng thực ra không phải. Các đặc vụ chia sẻ lại rằng bà này không hề nói chuyện với họ. Họ ở cạnh bà cả năm trời nhưng chưa bao giờ được nghe bà ấy nói một lời cảm ơn. Các đặc vụ còn cho biết thêm, vợ của Clinton chỉ tươi cười và lịch lãm trước máy quay. Còn khi bỏ máy quay đi một phát thì cái chó tính của bà nó lại nổi lên. Bà chửi các anh em không ra một hệ thống cống rãnh gì cả. Và tất nhiên là không chỉ có các đặc vụ phải khổ sở với cái tính cáu kỉnh của vợ Clinton, mà chính Tổng thống cũng khốn khổ khốn nạn với bà. Ai cũng tưởng Tổng thống là hoài, thế nhưng không phải. Ông này kể từ sau vụ cặp kè với em thực tập sinh ở Nhà Trắng đã phải sống một cuộc sống khổ hơn ở tù. Ông rất thích giao lưu với dân chúng, thích chơi gôn, thế nhưng vợ ông lại không thích một món nào trong số đó. Chính vì thế mà ông bị vợ nhốt suốt ngày trong vườn nho Martha, không cho đi đâu cả. Với sở thích tiếp dân của mình thì Clinton có một biệt tài mà ai cũng phải nể, đó là ông nhớ được từng người mà ông đã gặp dù chỉ một lần. Chính vì điều này thế nên rất nhiều người đã cảm động với ông. Ông nhớ được cả tên và hoàn cảnh gia đình của họ. Chính vì có tài nên phải có tật, thế nên các đặc vụ hoàn toàn có thể thông cảm được với Clinton về tính cao su của ông. Thêm nữa là ông cũng rất tôn trọng các đặc vụ không như vợ của mình, thế nên việc cao su cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu so sánh Clinton với Jimmy Carter thì các đặc vụ vẫn thích Clinton hơn rất nhiều. Bởi Jimmy Carter là một người mà các đặc vụ không thể hiểu nổi tại sao ông này lại được lên làm Tổng thống Mỹ. Jimmy Carter rất khinh thường những người bảo vệ mình và ông oái oăm theo kiểu lúc nào cũng cố tình tỏ ra mình là người của dân chúng, thế nhưng thực tế lại không phải. Trước mặt dân chúng thì bố ấy diễn y như thật, thể hiện mình là người luôn tự tay mang hành lý khi đi công tác. Thế nhưng thực ra có phải đâu, chỗ nào có máy quay thì bố ấy tự xách thôi, còn không á thì đặc vụ đi mà xách. Chính vì thế mà các anh em đặc vụ rất cay, vừa mang tiếng mà lại vừa chẳng được một miếng nào cả. Đã thế cả thờ lại còn có cái trò tuyên bố với báo chí rằng ông đang tiết kiệm tiền cho đất nước bằng cách lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mái Nhà Trắng để đun nước sôi. Thế nhưng điều này cũng không phải đâu. Mấy cái tấm pin mặt trời con của ông ấy làm gì đủ nước nóng để rửa tay. Đội đặc vụ toàn phải chạy ra ngoài mua mấy cái ấm siêu tốc để bố ấy còn đun nước pha trà rất tốn kém. Thế nhưng cái đó vẫn chưa là gì. Bố này còn tởm hơn ở chỗ, đó là luôn tỏ ra mình là người làm việc chăm chỉ để phục vụ dân Mỹ. Sáng ra thì 6 giờ, ông ấy đã tới phòng bầu dục ở Nhà Trắng để check in các kiểu. Ý là tao làm việc chăm lắm, thế nhưng mà chỉ làm việc độ nửa tiếng thôi. Thế xong rồi lại kéo xem vào ngủ một giấc húp hết cả mắt lên. Ai không biết thì cứ tưởng bố ấy tận tụy, thế nhưng thực ra có phải đâu. Chỉ có những đặc vụ kè kè 24/24 mới có thể hiểu rõ được điều này. Chính vì hay làm trò con bò, thế xong lại còn cạo tính với những người bảo vệ mình, thế nên đội đặc vụ cực kỳ ghét Carter. Bố này rất hay sĩ diện với đội cận vệ rằng chẳng cái thằng bò mẹ nó chạy nhanh bằng tao cả, tao chấp cả lo chúng mày chạy thì với tao.
đội cận vệ chạy thử thì đúng là không thể ăn được thật. Chính vì thế mà đội này đã phải tuyển một thằng chạy như Usain Bolt vào để bảo vệ tổng thống. Và thế là trong một lần Carter cố chạy để thắng thằng kia thì hết hơi ngã rúi rụi, khiến đội đặc vụ cười sướng như bố đẻ em bé. Tất nhiên chỉ là cười thầm mà thôi, chứ không dám hô hố ra rồi lại bị đuổi việc thì chết giờ. Thế nhưng những cái vừa kể trên nó chỉ khốn nạn đối với các mật vụ mà thôi. Cái mà các mật vụ cảm thấy chối tỉ nhất ở Carter đó là ông này không có thái độ bảo vệ người Mỹ. Ông không muốn mang theo vali hạt nhân về nhà chỉ vì không muốn ai quấy rầy trên phần đất riêng tư của ông. Đây là điều khiến cho bất kỳ ai làm việc với ông cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Được cho là cũng oái oăm, thế nhưng không oái oăm bằng hai ông ở trên thì đó chính là Gerald Ford và Nixon. Gerald Ford là một người chơi thể thao cực giỏi, bóng bầu dục cũng tốt, trượt tuyết đặc vụ phải thua, bơi lội và đánh gôn thì đặc vụ không bao giờ có cửa. Thế nhưng cái tật xấu mà các đặc vụ kể lại đó là bố này mắc cái tính ăn cân sắt nhưng chỉ nhả ra được một nửa lạc đinh mà thôi. Kẹt xỉ kinh khủng khiếp khiến cho nhiều lúc đi bên cạnh mà phải phát ngay. Trong lần tháp tùng bố này đi vào khách sạn rất bạch trệ ở New York, một nhân viên khách sạn đã xách cả một đống hành lý và mang lên tận phòng cho gia đình của ông. Cứ tưởng là tổng thống hào sảng lắm nên cậu nhân viên này rất hàm hở. Không ngờ là sau khi xong việc, cậu này chỉ được bo đúng $1. Cầm xong tờ tiền mà cậu nhân viên này không biết phải nói gì hơn. Hay như kiểu đi đánh gôn cũng vậy, ông nào ông đấy cũng toàn đi G63 rồi xách một em xinh tươi đi theo để nương tựa. Mỗi một lần bo là toàn bo từ $25 trở lên. Thế nhưng riêng Gerald Ford, ông này chỉ bo có $1. Giống như Gerald Ford thì Nixon cũng là một người có những sở thích rất oái oăm. Ông này được đánh giá là làm việc rất chăm chỉ, ít khi nói chuyện phiếm, chỉ bàn luận về biện pháp và các chính sách. Ông luôn suy tính, xét đoán và cân nhắc hiệu quả có thể gây ra. Theo lời các đặc vụ kể lại thì ông này rất thích câu cá và câu cá cực kỳ giỏi là đằng khác. Ông thường ngồi trên du thuyền để ra giữa biển câu. Các nhân viên phục vụ ông sẽ phải phụ trách việc móc mồi và lưỡi câu rồi quăng ra biển cho ông. Nixon sẽ ngồi đó và cầm cần. Với nhiều cần thủ thì cảm giác sướng nhất là cái lúc cá đớp mồi và được dòng cá. Thế nhưng riêng với Nixon thì không. Nhân viên sẽ phải chạy ra để dòng kéo cá vào, xong gỡ cá ra khỏi lưới rồi bỏ vào xô. Nixon chả có nhiệm vụ mẹ gì khác ngoài việc cầm khư khư cái cần giữa biển. Đây là một sở thích vô cùng oái oăm của người đứng đầu Nhà Trắng. Thế nhưng cái này nó vẫn là quá bình thường. Ông này còn có sở thích mặc vest và đi giày tây ở trên bãi biển. Đấy mới là cái oái oăm. Thế nhưng cái này nó vẫn chưa là gì cả. Bố này còn thích bật lò sưởi vào mùa hè, khiến cho các đặc vụ đi cùng khốn khổ khốn nạn. Thế nhưng dù sao thì những cái tật xấu ấy nó cũng chẳng thể nào khét bằng tật xấu hám gái của Kennedy. Cái tật xấu này đã khiến cho đội mật vụ luôn phải toát hết mồ hôi mỗi khi đi bảo với ông. Kennedy là một người được các đặc vụ đánh giá là sống hai mặt. Ông là nhà lãnh đạo lôi cuốn của thế giới tự do. Thế nhưng trong cuộc sống khác, ông là một người chồng gian dối, chuyên nhờ các phụ tá tuồn gái vào Nhà Trắng để giúp ông thỏa mãn cơn thèm của thằng nhỏ. Nghe đội mật vụ miêu tả lại trường hợp của Kennedy thì hầu như ai cũng muốn làm tổng thống, khi mà ngoài những mã cổ phiếu để lướt sóng vui chơi qua đêm ra thì ông còn có những mã đầu tư dài hạn được nuôi dưỡng ở trong Nhà Trắng. Một trong những mã đầu tư này đó là em có tên Pamela. Em này ngày xưa từng là thư ký cho ông khi ông còn là thượng nghị sĩ, sau đó thì làm thư ký báo chí cho vợ của ông khi ông lên làm tổng thống. Đặc vụ kể lại rằng cứ tối đến, vợ của Kennedy rời khỏi Nhà Trắng là kiểu gì em thư ký Pamela kia cũng sẽ mò vào phòng của tổng thống để hai bên giao dịch. Ngoài ra thì ông còn có thêm hai em thư ký nữa cũng được chăm nuôi như kiểu Sugar Baby. Hai em này thì không biết các đặc vụ đã ông nào được thử chưa, nhưng nghe kể lại là điện nước đầy đủ lắm, thế nên sẽ được bơi cùng với tổng thống. Họ chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay dài đến rốn, bên trong không mặc gì cả. Các đặc vụ ông nào ông đấy cũng nhìn thấy rõ hết trọn bộ nét Full HD. Mấy ông đặc vụ kể lại, rõ ràng là chỉ đứng bảo vệ cho tổng thống thôi, chả nghe thấy quốc ca đâu mà thằng nào thằng đấy cũng phải chào cờ. Thằng duy nhất không phải chào cờ mỗi lúc tổng thống đi bơi đó là mấy thằng trực điện đài để theo dõi xem bao giờ thì vợ tổng thống về. Đội này lúc nào cũng phải canh phòng rất cẩn thận, bởi chẳng may để lộ một phát thì tổng thống sẽ đuổi việc ngay lập tức. Nguyên tắc của đội đặc vụ này là nghe thấy, nhìn thấy nhưng phải coi như không biết gì cả. Chỉ cần để lộ thông tin ra ngoài mà khiến cho tổng thống không vừa lòng thì chắc chắn là mất việc. Chính vì thế nên Kennedy cứ bát ngát mà không phải ngại ngùng gì cả. Theo như lời kể lại của các đặc vụ thì Kennedy còn có quan hệ tình ái với một số em nữa ở những khách sạn tại New York và thậm chí là ở trong gác xếp phía trên văn phòng Bộ Tư pháp, nơi mà em trai của ông đang làm bộ trưởng. Sở dĩ Kennedy chọn nơi này đó là bởi giữa tầng 5 và tầng 6 có một gác xếp chứa chiếc giường đôi được bộ trưởng sử dụng khi cần ở lại qua đêm để giải quyết những vấn đề khẩn cấp. Cuối phòng đấy thì nó lại nối với cái cầu thang riêng
chính vì thế mà Kennedy và Embo cứ thoải con gà mái đi từ đường hầm lên mà không bị ai bắt gặp. Thế nhưng câu chuyện của Kennedy lại chẳng là gì so với câu chuyện của cấp dưới là Phó Tổng thống Lyndon Johnson. Khi Kennedy bị ám sát thì ông này mới được lên làm Tổng thống thay. Johnson được các mật vụ đánh giá là thô lỗ, hư hỏng và hay say. Về khoản gái gú thì Johnson chắc phải hơn Kennedy một trình. Ông xúc các em thư ký trẻ như cơm bữa. Thậm chí có lần còn bị vợ mình bắt tận tay cái cảnh ông đang xúc một em ngay trên sofa Nhà Trắng. Sau vụ đó, ông đã chửi đội đặc vụ như con vì cái tội canh phòng không cẩn thận. Về sau này, đội đặc vụ đã phải lắp riêng một cái còi báo động cho ông. Hễ cứ thấy vợ ông đến Nhà Trắng là họ sẽ ấn nút để chẳng may ông có đang ăn vụng thì còn kịp chửi mép. Cái khả năng xúc than của Johnson nó mạnh đến nỗi đội đặc vụ còn phải nói một câu rất hay rằng về cơ bản thì Johnson sẽ chỉnh bất cứ thứ gì biết bò. Ông có cả một hậu cung để giải khuây cho thằng nhỏ. Tối về với vợ, thế nhưng cứ đến nửa đêm thì ông lại thức dậy và đến một căn phòng khác. Vợ ông thừa biết chuyện ông làm, thế nhưng bất lực nên đành chịu. Bất ngờ hơn, phòng bên kia có lúc là một em tóc vàng khiêu gợi, thế nhưng có lúc lại là vợ của bạn ông. Đặc biệt ở chỗ là bạn ông lại cho phép ông giao dịch với vợ của hắn, khiến cho các đặc vụ cứ mắt chữ O mồm chữ A. Ngoài ra thì các thành viên của phi hành đoàn không lực 1 còn nói rằng Johnson rất hay đóng kín cửa dẫn đến phòng tiếp tân và ở trong đó hàng tiếng đồng hồ với em thư ký xinh đẹp của mình, kể cả trường hợp vợ ông có mặt ở đó. Vợ Johnson biết chồng của mình như vậy thì cay lắm, nhưng không làm sao được. Trong lần phỏng vấn trên truyền hình năm 1986, khi được hỏi về tin đồn lăng nhăng của chồng, bà đã chia sẻ rằng: "Bạn biết đấy, chồng tôi yêu thương dân chúng, tất cả dân chúng luôn, và nửa số dân chúng trên thế giới là phụ nữ." Tuy thế, những việc yêu thương dân chúng theo nghĩa đen của Johnson được các đặc vụ cho là giả tạo, bởi ông chỉ vui vẻ niềm nở trước mặt mà thôi. Còn khi lên máy bay thì ông thường chửi người dân rằng: "Bố cái loại chó chết, tao muốn tái vào mồm tất cả lũ chúng mày." Thế nhưng chửi thế nó vẫn là bình thường. Johnson còn có sở thích mỗi khi lên máy bay, đó là chỉ mặc quần đùi và đi tất. Thậm chí ông còn thường xuyên cởi luôn quần đùi ra, chân như nhộng trên máy bay và không cần biết xung quanh ông đang có những ai. Các đặc vụ vì thế cũng biết rất rõ bộ ấm chén của Johnson như nào. Họ nói rằng ông có một hòn bi quá cỡ, chính vì thế mà mọi người thường gọi ông là bi bò. Johnson biết được biệt danh này của mình, ông ấy rất khó chịu. Các đặc vụ thường rất sợ Johnson, chính vì thế mà hầu như không bao giờ dám nói xấu ông bất cứ một thứ gì, vì để ông bực mình lên thì ốm đòn. Johnson có bài tra tấn những thằng mình ghét, đó là cho qua Việt Nam để đánh nhau. Chính vì cái này, thế nên không thằng nào dám lệch sóng. Với việc rượu chè suốt ngày, uống hết từ ngày này qua ngày khác, chính vì thế mà dường như Johnson có những lúc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Bằng chứng là có lần, ông còn móc luôn thằng nhỏ ra và phun nước ngay trước mặt các phóng viên trong một buổi họp báo. Những trường hợp như này thì các đặc vụ chả biết phải bảo vệ tổng thống của mình như nào nữa cả. Nhiều lúc họ chỉ nghĩ thầm rằng nếu thằng cha này không làm tổng thống thì chắc chắn nó đã phải ở trong trại tâm thần rồi. Đây có lẽ là minh chứng cho ta thấy được, hóa ra tổng thống Mỹ không hề hào nhoáng như những gì mình vẫn thấy trên truyền thông. Những người càng tài thì kết tật của họ lại càng tởm. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.